Tại một ngôi nhà tranh vách lá, một cô gái bụng mang dạ chửa đang chuyển dạ. Căn nhà hoang vắng không có ai giúp đỡ, chiếc đèn cầy sổ đổ vụt tắt. Cô gái tên là Na và đây là tình người duyên ma. Thời điểm đó tại chiến trường, chồng cô Pee Ma cùng với bạn bè Chê đeo kính tóc bốc lửa, Uẻ có quả đầu cánh bướm, Shin nhưng không có bút chì, A thanh niên có dầu còn lại. Cả bốn đều là những bộ binh dũng mãnh, luôn cầm kiếm xung phong tuyến đầu. Mỗi tội phòng này chơi súng nên cả lũ trúng đạn nấp dưới hào. Trận chiến thì căng thẳng, hy vọng sống của cả bọn thì mong manh, nhưng Ma thì có ý chí mãnh liệt, sống sót về nhà với vợ trẻ con thơ. Thế là cả lũ dắt díu nhau, dù khó khăn nhưng quyết tâm thoát khỏi chiến trường khốc liệt. Na ở nhà cũng ngày ngày bế con ra bến thuyền, thống thiết kêu tên chồng trong tiếng khóc của đứa trẻ. Theo từng tiếng gọi cất lên, rắn rết bỏ ra, nhà nhà sập cửa. Chắc là trời xanh thấy phiền quá nên bắt Pee Ma dù bị thương cũng phải sống quay về. Cùng anh em chiến hữu, cả nhóm về đến nhà Ma lúc chập tối. Anh chạy đi tìm vợ thì thấy chiếc nôi trong nhà đang đung đưa. Ma vui mừng muốn nhìn đứa con. Chiếc nôi vẫn đùng đưa nhưng trống rỗng. Na bất ngờ ôm chầm từ phía sau, khóc lóc âu yếm các thứ. Nhưng mà con anh đâu? Na chỉ về đứa trẻ đang chơi đùa trên giường. Ma bế con lên, cả gia đình đoàn tụ trong hạnh phúc. Ma dẫn vợ ra giới thiệu cho anh em và mời cả bọn ở chơi trong căn nhà mà dì anh chết đi để lại. A định từ chối nhưng Puek thì thấy vợ bạn Merlem Vela very nice nên thuyết phục cả nhóm ở lại. Tối hôm đó, vợ chồng Ma ngồi tâm sự cùng với mấy con đom đóm lập lòe. Na nạt chồng đừng chỉ trỏ vì đấy là fan. À không, là Ma đấy. Nếu thế thì mặc định chi là Thresh rồi. Ma sợ vờ lờ, liền lôi ra bùa Phật tổ trừ tà. Mặt Na biến sắc, bắt anh cất đi. Na đưa con ra góc nhà, hát ru cho ngủ, khiến cho đéo người nào trong làng ngủ được cả. Chắc là do Na có giản loa to. Sớm hôm sau, Shin dậy, dùng tay nghịch chim. Puek bị đánh thức liền đạp vào mặt anh, chửi tùm lum, đánh thức nốt hai người còn lại. Ma lúc đó cũng sang rủ anh em đi chợ sớm. Đúng thời điểm một chiếc thuyền chở liệt sĩ đi qua. Sau đó 5 người đến chợ, nhưng ai nhìn thấy Ma đều sợ thụt hồn. Né như nghệ sĩ né từ thiện, chỉ duy nhất bà cô bán rượu say xỉn chửi Ma về nhìn vợ quả háng xem có gì vui, nhưng bị con trai lôi ngay vào nhà, khiến cả bọn bối rối chẳng hiểu gì. Tối đó, 4 người bạn ngồi nhậu, nói về chuyện kỳ lạ đang xảy ra. Shin bảo rằng nhìn quả háng sẽ thấy được Ma, nghĩa là thì bán rượu muốn nói Na đã chết, nhưng 3 người còn lại không tin, còn bắt Shin sang sông gọi Na tới nhậu. Tới nơi, Shin phát hiện cầu thang đã mục gãy, anh rón rén đi vào, thấy Na đang ngồi khuất bóng, cô từ từ đứng dậy, đi ra cười chào Shin. Cô quay người lại, một dòng máu xuất hiện giữa hai chân, nhạc kịch tính, máu chảy ồ ạt và tòi ra một thai nhi. Shin hoảng hốt tỉnh giấc, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng thế đéo nào lại bị anh em bắt đi gọi Ma. Lần này căn nhà hoang vu như không hề có người ở. Anh từng bước tiến vào, nhìn thấy chiếc nôi rồi nó tự đung đưa. Shin hốt hoảng chạy đi, một quả chanh tự dưng rơi xuống phía sau. Shin quay lại thì thấy một bàn tay nhặt nó lên. Anh chạy hết sức về kể cho anh em, nhưng lần nữa không ai tin. Ở đằng xa, một cái xác lềnh bềnh trôi. Sáng hôm sau, cả nhóm tụ tập giúp Ma sửa nhà. Tơ nhìn thấy nhà của Ma, nhớ lại lời Shin nói, anh bắt đầu nghi ngờ và thử nhìn qua háng của Na thì thấy đùi trắng vờ lờ. Tơ quay lại kể cho Shin rồi mò mò chỗ đi nặng, tình cờ phát hiện ra một cái xác đeo nhẫn cưới. Đúng là người xưa có câu trời đánh tránh lúc đi hỉa. Tơ chạy về trong hoảng loạn rồi va phải một tổ ong khiến khuôn mặt biến dạng, ú ớ như tiếng Nhật tôi hay nghe nên phải tìm giấy để viết ra cho anh em hiểu. Trời bắt đầu đổ mưa, Ma đi ra giật lấy tờ giấy và đọc, khuôn mặt anh bàng hoàng. Đám bạn chuồn về nhà, Puek giở trò của trừ bát giới, chia đồ rồi về trần gia trang. A vẫn chưa tin, mặt Tơ đỡ sưng và kể cho mọi người về cái xác đeo nhẫn, nhưng A chỉ nghe thấy tử nhẫn. Shin thắc mắc tại sao Tơ nhìn qua háng mà không phát hiện, hóa ra là phải nhìn qua háng bản thân. Cả bọn tự hỏi Ma sẽ làm gì sau khi đọc tờ giấy, nhưng hóa ra mưa làm mờ chữ khiến Ma hiểu nhầm và chẳng có gì kinh khủng xảy ra cả. Cả bọn quyết định ở lại giải cứu Ma. Tối đó, Tơ cùng Shin sang nói chuyện với Ma. A và Puek rén ở nhà nhưng lại được tin thím bán rượu đã chết và mọi người tin rằng Na giết cô vì lộ thông tin. Cả hai nhanh chóng chạy sang cản Tơ lại, nhưng Na lạnh lùng mời cả bọn ăn tối với toàn lá khô và giỏi bọ. Dưới quả lườm cháy máy từ vị trí của Na, cả bọn nhắm mắt nhai bừa và tìm đủ mọi cách để chuồn. Cơ mà Ma không hiểu ý, đòi chơi đố chữ khiến cho Shin lỡ miệng nói Na đã chết. Cả lũ sợ đái ra quần, vội vàng ra về, nhưng chiếc thuyền xoay vòng vòng như bị điều khiển. Na ở bến thuyền cảnh báo đừng nhiều chuyện rồi thả cả bọn về. Một lúc sau, Ma sang để nói chuyện, hóa ra Na lừa anh rằng có một thằng trong làng gạ cô không được nên tạo tin đồn. Thấy thằng bạn óc chó quá, Tơ quyết định dùng biện pháp mạnh. Ma sau đó về nhà với bộ dạng lấm lem bùn đất và vẫn trêu đùa với Na vô cùng vui vẻ. Ngày hôm sau, hai vợ chồng đi hội chợ nhưng Na thì phải đeo một chiếc mặt nạ ma để không ai nhận ra mình là Ma. Cả hai vô cùng vui vẻ, thậm chí còn rủ nhau vào nhà Ma chơi. Tơ, Shin, Puek theo dõi từ xa, chuẩn bị cả gạo thiêng trừ tà. A sau đó cũng xuất hiện, cả bọn bắt cóc Ma, định trốn khỏi bàn tay của Na, nhưng cửa nhà Ma không thể mở ra. Cả bọn đóng giả nhân viên để tránh khỏi ánh mắt của Na rồi tìm đường khác để thoát. Đến khi bị phát hiện, cả đám phá luôn tường chạy đi. Đến một nơi hoang vắng chỉ còn ánh đèn đoàn làm phim, họ thả Ma ra và cố gắng thuyết phục rằng Na đã chết, nhưng Ma bảo đéo vì anh nhìn vợ qua háng rồi và bực tức bỏ đi, mặc cho 4 người bạn tự mò đường về. Nhưng họ bất ngờ thấy một vết máu cách đó không xa là Ma đang quằn quại do vết thương cũ đang chảy máu, sẫm chớp nổi lên. Tơ bắt đầu nghi ngờ, nếu ma không là ma thì cái xác đeo nhẫn là của ai? Anh lao đến tháo băng gạc tay trái của ma để xem chiếc nhẫn cưới, nhưng ma lại đeo ở cổ và nó giống hệt của cái xác. Tơ cho rằng ma đã chết và quay lại nhờ thuyền chở liệt sĩ nên đã ném một nắm gạo trừ tà, khiến ma gào lên trong đau đớn rồi lôi cả đám bỏ chạy. Đằng xa, ma từ từ trỗi dậy trong bóng tối và sấm rền. Bốn người quay lại để đón Na, nói dối cô chiến tranh về làng và ma đang đợi bọn họ để chạy trốn. Sau đó tất cả lên thuyền, đi đâu thì tôi đéo biết, nhưng thòng dòng lắm. Chiếc thuyền quá tải sắp chìm nên cả đám phải vứt mái chèo cho nhẹ. Lúc này ma xuất hiện, ngầu lòi lội nước đến thẳng chỗ thuyền để rồi tí chết đuối. May vớt kịp lên thuyền. Lúc này Tơ mới biết ma chưa chết. Phản ứng đau đớn với gạo thánh là do chúng găm vào miệng vết thương chưa lành. Vậy thế ai mới là ma? Đương căng thẳng thì chiếc nhẫn của cái xác rơi ra từ người ấy, nghi ngờ đổ lên đầu anh. Tơ lập tức đạp ấy xuống nước. Tay của ấy đột ngột trồi lên nắm lấy Shin rồi lại bị hất ra. Thấy cả đám chật vật dùng tay chèo thuyền, Na đưa cho một cái mái. Nhưng mà khoan, cái mái chèo ném đi từ 5 phút phim trước, sao lại ở đây? Tơ từ từ đứng dậy, nhìn qua háng và thấy thằng ngồi ngay sau mình. Anh bảo cả bọn tránh đầu ra và thấy bộ mặt chết trôi của Na. Cô cũng không thèm giấu mà vươn tay dài ngoằng bám vào vài ma. Cả đám hoảng loạn bỏ thuyền, bơi thẳng vào bờ rồi cố thủ trong một ngôi chùa. Ma thì bất tỉnh bên cạnh. Một tiếng động phát ra từ cửa, từng giọt nước chảy xuống đầu của Puek. Anh sợ hãi ngước nhìn lên, hóa ra là trần nhà bị dột. Cửa phòng bật ra, Na xuất hiện cùng với sấm chớp phồng nền. Ma cũng tỉnh dậy, bị anh em cản lại không cho gặp vợ. Sư thầy cũng cao tay, nhưng đều được đám thí chủ bên cạnh hóa giải. Từ nước thánh thì bị đổ lên người Puek, gạo thiêng thì chó chim, đến lập đàn kết giới thì bị đạp ra ngoài. Thật, còn ma còn đéo phải làm gì, nó còn đang đứng yên này. Thì bọn này đã cuống lên rồi chói mẹ nhau vào. Vô vọng, sư thầy chạy trước, kệ đám Puek gào thét. Còn ma thì thám thiết gọi tên Na. Cả bọn lôi ma chạy về phía đối diện thì bắt gặp ấy ngoài cửa. Cả bọn định dùng cơ thể dính nước thánh của Puek xua đuổi con ma ấy, nhưng hóa ra anh chưa chết. Ấy lấy cắp nhẫn từ cái xác vì tham lam, rốt cuộc lại khiến bị hiểu nhầm là ma, trong khi hàng thật Na thì vẫn đứng ghim xem nãy giờ. Tới lúc nhận ra thì mọi cửa nẻo đều bị phong kín, chạy hết nổi. Cả bọn quay sang nói đạo lý, nhưng Na chỉ muốn yên ổn ở bên cạnh chồng, cùng dương tính hoặc cùng âm tính. Cánh tay cô vươn dài ra muốn kết thúc cuộc đời ma, lại được anh già này còn bước tới gần hơn, khóc lóc nói chuyện tình cảm, khóc lóc tiếp, gạt nước mắt, giải thích, hồi tưởng với màu phim xám bạc, cảm động, nói chuyện tình cảm tiếp, rất cảm động, hôn nhau. Cơ bản thì ma đã phát hiện vợ mình chết sau trò đố chữ, nhưng với tình yêu mãnh liệt, anh chấp nhận giả ngu, ăn tất cả những thứ kinh dị chỉ để được ở bên cạnh cô. Câu chuyện của cả hai được nhóm bạn chấp nhận. Từ đó về sau tất cả sống với nhau, cùng kinh doanh nhà ma. Và đó là những tóm tắt qua loa về tình người duyên ma. Tôi là Quản Quại, xin chào và hẹn gặp lại.